Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn số Thế giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Bắp cải, thuốc tốt cho người nghèo. Bắp cải giàu vitamin C. Ngoài ra thì bắp cải cũng có thể cung cấp một số nhất định các chất chống oxy hóa, trong đó có một vai trò vô cùng quan trọng trên cơ thể của con người. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về tác dụng tuyệt vời mà bắp cải mang lại cho sức khỏe của chúng ta nhé. Chống viêm và giảm đau. Giống như thuốc thì bắp cải không chỉ có thể làm giảm các triệu chứng đau khớp mà còn có thể ngăn ngừa và điều trị đau họng do cúm. Sau đó, những bệnh nhân bị viêm khớp thường có thể ăn bắp cải. Đồng thời, để ngăn chặn sự viêm cổ họng do cúm thì bạn có thể ăn bắp cải nhiều hơn. Kháng sinh. Nước ép cải bắp có thể chữa viêm họng, viêm phế quản, khàn tiếng, phòng chống nhiễm khuẩn, nhiễm nấm ngoài da. Đắp bắp cải ngoài da có thể chữa mụn nhọt và vết sâu bọ đốt. Chữa táo bón. Nếu bạn đang bị chứng táo bón hành hạ thì hãy bổ sung rau bắp cải vào chế độ ăn hàng ngày, bởi nó chứa rất nhiều chất xơ, một loại chất đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy mà bắp cải là một thực phẩm chữa táo bón vô cùng hiệu quả. Chữa ung thư vú. Những nghiên cứu chỉ ra ăn bắp cải có thể giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư, trong đó có ung thư vú. Sở dĩ như vậy là vì trong bắp cải có một nhóm các hoạt chất indole. Qua thực nghiệm cho thấy trong chất này làm giảm tỷ lệ ung thư vú. Tại Ba Lan thì trung bình mỗi người phụ nữ ăn khoảng 12kg bắp cải một năm. Phái đẹp ở đây quả là thông minh phải không ạ? Loại bỏ độc tố. Là bởi bắp cải có chứa nhiều vitamin C và lưu huỳnh, hai dưỡng chất cần thiết có tác dụng hỗ trợ cơ thể bài tiết các độc tố ra ngoài, diệt khuẩn và giảm ngứa. Nếu ai hay là bị mắc các bệnh ngoài da thì hãy đừng quên bổ sung bắp cải vào trong thực đơn hàng ngày. Bắp cải có chứa một lượng lớn lưu huỳnh và có tác dụng chính trong diệt khuẩn và giảm ngứa. Chính vì vậy mà nếu ngay từ bây giờ chúng ta ăn nhiều bắp cải sẽ giúp bé có được làn da đẹp sau này, giảm stress và cho bạn cảm giác hạnh phúc. Loại rau này chứa chitoban, một thành phần của protein, thành phần hóa học có thể làm dịu các dây thần kinh và thúc đẩy việc sản xuất serotonin. Đó là một loại hormone hạnh phúc. Ngoài ra thì cũng chứa selen, không chỉ là một nguyên tố vi lượng mà còn có tác dụng cải thiện cảm xúc của bạn. Giảm cân. Bắp cải là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân. Một chén cải bắp nấu chín chỉ chứa 33 calo. Chính vì vậy mà bạn có thể ăn thật nhiều bắp cải để tránh cảm giác đói. Ăn rau bắp cải giúp bạn không bị tăng cân, lại vừa giúp bạn tránh được tình trạng thiếu chất. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Bắp cải giàu vitamin C. Ngoài ra thì bắp cải cũng có thể cung cấp một chất nhất định là chống oxy hóa, trong đó có một vai trò quan trọng trên cơ thể con người, chẳng hạn như vitamin E và tiền vitamin A. Những chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể khỏi những thiệt hại của các gốc tự do và có thể thúc đẩy việc cập nhật các tế bào mới. Giảm các bệnh về tim mạch. Bắp cải có tác dụng hạ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, thiểu năng mạch vành, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn số Thế giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.